đáng lên án một kẻ ngông cuồng ngạo mạn bóc nát bình thánh Chúa khi dâng lễ. Thanh Long mến chào cộng đoàn. Bí tích thánh thể là bí tích cực quan trọng của người Công giáo. Xúc phạm tới bí tích là một sự xúc phạm nghiêm trọng và thậm tệ nhất. Trên trang xuanbichvietnam.net, tác giả Tí Linh đưa tin, tại Paris, một người đàn ông đã bóp nát mình thánh Chúa khi dâng lễ. Đang khi cho dâng lễ trong thánh lễ hôm Chủ nhật 16 tháng 1 năm 2022, cha Simon de Violet, cha phó của giáo xứ Chúa Thánh Thần ở quận 7, đã đối mặt với một người đàn ông lãnh nhận mình thánh Chúa trước khi bóp nát và ném mình thánh Chúa xuống đất. Một cử chỉ bạo lực và xúc phạm nghiêm trọng đối với giáo hội. Một thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Quả thế, đang khi cha Simon, một trong những cha phó, đang cho dâng lễ, thì một người đàn ông tiến đến và đưa tay để nhận mình thánh Chúa. Nhưng thay vì rước vào lòng, ông ta đưa mình thánh Chúa lên mặt và bóp nát vụn trước khi ném xuống đất. Đó là thánh lễ cao điểm lúc 11 giờ sáng, cũng tương ứng với giai đoạn 2 của lễ rửa tội cho trẻ em. Đang có rất nhiều người. Cha Simon cho Aletheia biết, khi ông ta tiến đến gần, ngài không nhận thấy có gì đáng ngờ, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trấn tĩnh lại, ngài nắm lấy áo của ông ta và chất vấn. Ông ta chỉ trả lời tôi cách đơn giản, vì Nadia trước khi hòa vào đám đông. Vì thế hành động đã được suy nghĩ tính toán trước. Cha cho biết, tay ông ta hơi sưng với một vài vết thương như trường hợp của những người sử dụng ma túy hay rượu quá mức. Nhưng ông ta hoàn toàn ý thức. Cha Simon nhanh chóng yêu cầu các tín hữu lùi lại để ngài có thể đi lấy một cái cốc để nhặt những gì có thể. Xúc phạm mình thánh Chúa Kitô nghiêm trọng hơn nhiều so với việc xúc phạm đến một bức tượng hay trộm cắp tiền dâng cúng. Cha Simon nói, đó là đỉnh cao của những gì nghiêm trọng nhất về mặt phục vụ và bí tích. Mình thánh Chúa Kitô là kho tàng của giáo hội. Đang khi từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra nhiều cuộc xúc phạm đến các nhà thờ, thì cha Simon thấy đó là những làn sóng tấn công của ma quỷ. Đối với cha, sức mạnh của sự giữ được giải phóng, đó là một cách thức để thử thách giáo hội, để giáo hội tin tưởng vào Thiên Chúa và nhớ rằng ma quỷ đã bị Chúa Kitô chinh phục và người đàn ông bóp nát mình thánh Chúa này đã ở dưới sự ảnh hưởng của ma quỷ. Vào cuối thánh lễ, cha Simon đã giải thích cho cộng đoàn những gì vừa xảy ra. Đối với những ai không thấy cảnh tượng đó, nhưng còn cả đối với các trẻ em đang ngồi ở hàng ghế đầu đã chứng kiến tất cả mà không nhất thiết hiểu được tầm quan trọng của cử chỉ này. Tôi đã quyết định kiệu mình thánh Chúa ra ngoài. Chúng tôi đã đi ngang qua dân Chúa với mình thánh Chúa đã bị bóp nát. Có điều gì đó có tính ngôn sứ và xúc động trong đó. Sau thánh lễ, cha sở của giáo xứ, cha Andal Duban đã đặt mình thánh Chúa trong nước để hòa tan đi. Cha Simon kể, tiếp đến chúng tôi đã đọc một kinh và hòa nước này với đất. Mình thánh Chúa Kitô không được bỏ đi ngay cả khi bị nát thành ngàn mảnh, cha giải thích. Một thánh lễ đền tạ được diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi sẽ nắm lấy cơ hội của bi kịch này để giúp giáo dân và các trẻ em đang hiện diện được có một ý thức đúng đắn về sự linh thánh của mình Thánh Chúa Kitô. Chúng tôi đã chọn minh bạch vì nhiều lý do. Sự giữ cần phải đương đầu với nó cách trực diện, cần phải gọi tên mọi thứ. Điều đó cũng giúp chúng tôi tôn thờ và kính trọng tốt hơn đối với mình Thánh Chúa Kitô. Nhưng cần lưu ý để không rơi vào thái độ nạn nhân hóa và chủ nghĩa cộng đồng. Giáo hội không tự coi mình như một cộng đồng trong số những cộng đồng khác, nhưng là một cộng đồng phổ quát. Giáo hội luôn canh chừng để không khép kín cho một thứ chủ nghĩa cộng đồng nào đó. Được biết, ở Pháp, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, đã có 8 nhà thờ đã bị xúc phạm hay phá hoại. Sự xúc phạm đi từ việc chặt đầu các bức tượng cho đến đánh cắp mình thánh Chúa. Nguyện xin Chúa ban bình an cho nhân loại, cho mọi người coi nhau là anh em, để yêu thương, giúp đỡ nhau. Amen.